Xin chào quý vị và các bạn, mình là Ngô Đắc Trung đây. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại kênh Vlog Được Kinh Bắc TV. Hôm nay là sáng thứ bảy, mình có chút việc đi chơi đến khu vực triển lãm sinh vật cảnh, hội chợ triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh mở rộng Xuân Mậu Tuất 2018. Sau đây mình ghi hình lại để chia sẻ với bạn kênh Vlog Được Kinh Bắc TV của mình nha. Và các bạn cùng mình đi tham quan khu vực triển lãm các sản phẩm về sinh vật cảnh. Đây được gọi là lũa chưa? Đây là lũa đấy. Lũa này. Lũa gì thì bình nhá. Ừ. Lũa sụn. Mời các bạn ngắm các sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ rồi gỗ lũa được trưng bày tại triển lãm sinh vật cảnh tỉnh Bắc Ninh mở rộng chào đón Xuân Mậu Tuất 2018. Triển lãm diễn ra từ ngày mùng 8 tháng Giêng đến ngày 18 tháng Giêng nha các bạn. Hôm nay là ngày 16 rồi, 16 tháng Giêng rồi. Thì triển lãm còn diễn ra trong 2 ngày nữa. Đây là các sản phẩm về đồ gỗ mỹ nghệ. Đây các bạn rất nhiều gỗ lũa tượng nhỏ được trưng bày tại triển lãm để giới thiệu với các du khách và người dân đến tham quan triển lãm xem và có thể lựa chọn cho mình những sản phẩm yêu thích. Thì đây là mình đang ở trong khu vực để bán các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ. Ông Di Lạc à? Không, ở Di Lạc có cái gì đấy? Mình biết không? Thế là mày mua đặt ở đâu? Đặt ở trên TV ấy. TV này á? Đây là cho các bạn Điên đây. Đang đi tham quan khu triển lãm. Chưa tìm được bức nào nó phù hợp à? Phù đẹp cái này nhưng mà phù hợp. Có mua đôi nọc bình đặt không? Bên TV à? Ông Phú phải thích thích con cóc hay là thích Di Lặc nhỉ? Thích tượng Di Lặc này. Đây là các sản phẩm tôm này các bạn, cóc này, đây, thì tôm thì cóc này, cá cà này, thôi cái đi, này tôm, đấy đi lăng thang đi, em thấy rồi, xe này mãi em phải mãi cái đấy. Tí nữa có chú nào ra thu vé không? Hả? Tí nữa được có chú nào ra thu vé không? Bộ lũa to ấy nhỉ? Tượng ông nào? Đây còn là ba ông gì nhỉ? Ba ông Tiên à? Ba ông Thọ à? Phúc gì á? Ba ông Phúc Lộc Thọ đây à? Ba ông Phúc Lộc Thọ đây. Đây là gỗ lũa gì em? Gì á? Gỗ Trinh Nam à? Em vào đồng tao à? To thật đấy nhỉ? Đây các bạn nhìn này. Nhà nào mà để nhà này đẹp? Nhà này phải là phòng khách to lắm. Hoặc là có kiểu vườn đấy nhỉ? Cho nối vào sảnh ấy. Vườn đặt tượng đũa ba ông đổ thò các bạn. Rất là to. Với cái chiếc này phải 3 người ôm. Chốt cũng là 3 người ôm với 3 vòng tay mới hết được. Rất nhiều sản phẩm đồ gỗ lũa đẹp. Đây là bao nhiêu em? Bước nào là bước ông Quan Văn Trường à?
này là lưu hương. Quan Vân Trường. Xem có hợp với chỗ một cái phòng mình không? Hơi cao. Và tôi cái TV này có một cái đồng hồ riêng đây. Đang muốn sợ bị phá nhỉ. Đây ông này gọi là ông gì? Đây là đạt ma sư tổ ấy. À đạt ma sư tổ. Này nắng cái chơi nhá. À, gì đặc này. Đây cũng thế à? Đấy là đạt ma. Cũng đạt ma à? Cái ông nào mà dâu nhiều ạ? À? Dâu nhiều là đạt ma à? Không. Dám rồi. dâu tóc dễ che đúng không? À, đây cũng là ba ông phúc lộc thọ đây đúng không? Đây đạt ma đây này, đạt ma phát hai bình đũa rất to và đẹp. Ôi, đá cẩm thạch đây à? Okay. Tảng đá khủng quá các bạn. À đây, ừ. Đây mày mua về đặt gần hồ cá ngã năm năm à. Mua tảng đá này làm phản chơi thì quá thích luôn. Cái này nó phải mấy tấn? Cái này á? Cái này nó phải khoảng 1 phải tầm dễ 4 tấn. 3 5 tấn đấy. Lắm, đá dày này cơ mà. Đây này mua cái này thì nó tặng này thì nó không chơi cái này không đúng chất phải không? Đá đã cải lửa. Gỗ hay đá? Cái này gọi là nạc nửa mỡ các bạn. Dưới gỗ trên đá này. Đây tảng đá quá khủng. Tảng đá này mà mùa hè mà nằm lên thì mát lắm rồi. Đây chỗ khu vực màn đá cảnh này. Cả địa cầu này. Tranh phong thủy. Rồi chúng ta tạm biệt chỗ khu vực bày bàn đá nha. Đi tham quan này. Đây là các sản phẩm về đồng. Tới lại nữa lại làm có lũ. Các sản phẩm đồ đồng này. Đây các sản phẩm đồ gỗ luôn. Đồng hồ. Nhìn được cái nào ưng yêu chưa? Hả? À, chưa. Có phải hợp nhà mình nữa. Bonsai bạt phong. Cái này là gọi là dáng gì? Đấy á. Ừ. Đây là phong là gì gọi là bạt phong. Bạt phong hồi đầu đây. Mã hồi đầu. Đây là gối đấy. Cái này cũng nhìn cũng đẹp chứ. Chắc. Gối chắc này. Bây giờ ngắm cây. À. Rồi chúng ta tạm biệt chỗ khu vực trưng bày các sản phẩm về đồ gỗ, gỗ đũa, các sản phẩm tượng. Chim lai lai. Đăng live stream cho Facebook. Trước đây chúng ta sẽ tạm biệt chỗ khu vực gian hàng các sản phẩm về đồ gỗ đũa này. Để đến
chúng ta sẽ chuyển sang đến chỗ trưng bày các sản phẩm cây cảnh nha. Chút nữa mình sẽ quay lại ghi hình để chia sẻ với các bạn tiếp các sản phẩm gỗ đũa này, đặc biệt với các bạn, đặc biệt với bạn ở những video tiếp theo.